Xin chào các bác nhé. Hôm nay giới thiệu với các bác cách làm món nem. Món nem nguyên liệu đây là gồm có mộc nhĩ này, trứng này, rau này, rau cải bắp này, hành này, miến này, đấy, băm nhỏ này, thịt lợn băm nhỏ trộn đều với nhau, gia vị đấy. Và ta dùng cái bánh đa nem này để quấn các bạn. Đây, tôi vừa quấn được mấy cái rồi đây các bạn. Đấy, bánh đa nem rất là ngon đấy. Đây, trộn đều lên xong rồi ngồi quấn và rán. Đấy, rán. Đây là một món ăn rất là ngon. Đấy, trẻ con rất thích ăn các bạn, người già cũng ăn vì nó mềm. Đấy, các nguyên liệu được thái nhỏ ra, trộn đều lên, sau đó cho vào rán lửa nhỏ, rất là ngon. Đấy, rất là ngon các bạn. Bây giờ sẽ là màn quấn bánh đa nem, các bác cùng quan sát ở đây. Đây. Quấn lá đa nem này các bạn. Ta sẽ cho nem vào đây để quấn lên. Món này ngày Tết rất là ăn rất là nhiều này và ăn được rất là ngon này. Quấn gặp đôi vào. Đó. Đấy chưa? Đó. Quấn xong thả vào nồi chiên giòn. Quấn lá đa nem. Các bác có thể tự làm món này ở nhà rất là ngon. Ta có thể cho thêm mỡ vào để rán nó ngon nha. Này ta có thể làm món nem chay, nem chay tức là không có thịt, không có thịt, không có trứng cũng được. Bạn nào thích ăn nhiều rau thì cho nhiều rau. Đây, đây là tôi rau nhiều hơn thịt các bạn. Rau nhiều thì thơm lắm ạ, nem rán lên rất là thơm. Ngon. Làm quấn rất là nhanh các bạn. Đấy, món nem rất là ngon, rất là ngon.
bác có thể thử về làm thử này, hoặc thế anh em thấy rất ít thịt đúng không, thịt đắt lắm, 150.000 một cân cơ. Ăn rau, rau mùa này rất là rẻ, các bác ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe đấy nha. Rau này nhà tự trồng, trứng gà tự đẻ. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video về món làm nem. Món nem rất là ngon các bạn. Món nem rất là ngon. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.